It's turned to ban. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kingdom Studio. Đây là game đấu thứ hai trong loạt trận 3-3 và bán kết nhanh thắng của giải này dạng Championship Season 2 giữa Newbie và Win Gambit. 10 seconds remaining. Win Gambit không thể có chiến thắng thuyết phục hơn. 5 seconds remaining. Ôi đôi mà Medusa và Tidy làm việc cực kỳ hiệu quả và Hound đã chết tới tầng 7 mạng. Reserve khiến cho Newbie phải gọi CC ngay phút thứ 19 và 55 giây. Chính xác là như vậy. Đây phong độ khá thuyết phục. Liệu con anh biết hiện tại đó là Bandy, Rauranger cũng như Festival từ phía của Newbie, Big Elder Titan và Shadow Demon. Win Gammon thì Bandy đó là Lion, Light Stealer, Tetra Play, Big Off Mansai và Bad Trader. Họ đội thể hiện khá tốt ở thời điểm game đấu thứ nhất. Nhưng mà tiếc là Shadow Demon đã bị Newbie biết mất rồi. Đó là tự tại Bandy Medusa cũng như Bandy IO. Radiant team's turn to pick. Lượt ban thứ 3 dành cho The Queen Gaming. Thực sự trong game đấu, lượt ban thứ 3 cho The Queen Gaming thực sự game đấu mà đầu tiên một sai lầm không hề nhỏ của Queen là để cho về cái con Tiny của Shadow farm phải nói là farm quá dễ dàng. Thực sự là cực kỳ dễ dàng farm đi lên một mình và farm các kiểu thì lên Shadow Blade rồi liên tục là những combat thắng lợi và Newbie không thể đỡ được. Và đó là những lượt căng vào Hound thành công. Early game Hound đã chết 3 mạng và tới lúc CC Hound chết tầm 7 mạng. Rõ ràng quá bất lực rồi. Newbie muốn end game sớm để tạo tâm lý thoải mái cho các thành viên của mình để có những cái chiến thuật tốt. Hoàn toàn mới chỉ là một game trong loạt trận 3-3 thôi. Comeback hoàn toàn irreal. Đang là lượt ban big thứ 3, lượt ban thứ 3 cho The Queen Gaming. Tôi nghĩ khá là lâu nè. Thực sự là không thể đoán trước được Queen Gaming đang nghĩ gì trong đầu và đang muốn ban big cho mình đó là hero gì. Chỉ còn tầm 50 mấy giây nữa thôi. Khá là căng thẳng, thực sự rất căng thẳng. Đó là Sven được bắt. Khá quen thuộc ở thời điểm hiện tại rồi. Vâng, vẫn còn những điều bất ngờ, biết đâu những điều bất ngờ sẽ diễn ra ở hai lượt pick còn lại thì sao. 10 seconds remaining. Lượt bắt thứ 3 cho Newbie. Có Shadow Demon nghĩ Newbie lên bắt một hero nào đó có hơi uống hơi tăng một tí và có lượng làm lớn. Tận dụng vào cái kill thả bóng này giống như Remanta tạo lợi thế dành cho Tết trong tay trong game đấu thứ nhất của Queen Gaming bút trụ. Không, Medusa chứ gì. Sẽ là tạo lợi thế để cho hai cái bóng này bút trụ khá là khó chịu, thực sự rất khó đép trong những cái tình huống như vậy. Và cái con Shadow Demon này mình thấy khá nhiều và hay cầm bị chuẩn. Có Shadow Demon Newbie cũng hoàn toàn có thể trích cho mình được một hero cũng khá là hot. Đó là Mirana. Thể là up lòng lại setup Aro các kiểu. Khá là mạnh đây. Thực chất là cái con Sven này bị cao tò với Shadow Demon khá là nhiều. Sven cần phải có BKB sớm. Nếu không cứ nhảy vào bị up lại thôi thì đó sẽ là một cái điều rất là thể thế cho Newbie trong việc đánh combat. Slug. Vậy là Big Slug. Radiant team's turn to pick. Slug đối đầu của cả Sven vẫn khá là tốt. Có Slug sẽ không đánh theo con Slug này, nó không đánh theo kiểu mà đánh trực diện đâu.
Anh ấy kêu du kích đánh gõ vài phát chạy ông vòng, gõ vài phát chạy ông vòng. 5 seconds remaining. Reserve time. Còn đang là lượt bức thư tư dành cho Darwin Gaming. 5 seconds remaining. Silencer. Này thì Slug. Five seconds remaining. Reserve time. Đó rồi, đánh với The Win Diamond rất khó luôn. Sensor đã trở lại. Welcome, Bertitic. Welcome. 10 seconds remaining. Đó là Lockwick. Radiant team's turn to ban. Quét có thể sử dụng cái cốt của mình để chặn những bước di chuyển của Sven. Đó là ai thực sự cũng hợp lý, rất là hợp lý. Pesero Demon up lock lại cho Euro Titan. Không phải là một sự lựa chọn tồi đâu. 5 seconds remaining. Dire team ban. Vậy là ban đi Dead Prophet. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Lượt bàn cuối cùng sẽ nhắm vào vị trí Demit. Đó là bàn DDK. Fire team's turn to pick. Cho tôi thấy một lượt bích mới nào. Bích gì ảo diệu một tí đi các anh em ơi. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Đó là Timbersaw dành cho Mu. Lockwet cóp lại Timbersaw. Kéo cưa. Bộ đời cơ khí. Sử dụng hai cái nhân vật cơ khí ở đây. Máy móc các kiểu. 10 seconds remaining. Templar Assassin. Đó là Templar Assassin. Tại sao có Silencer mà Timbersaw vẫn biết đó là cái con... Newbie vẫn biết đó là Timbersaw nhờ. Silencer cao tòa khá mạnh Timber này. Với cái skill 1, bắt buộc trong những tình huống đối đầu thì con Timber này phải chơi phép liên tục. Để sử dụng những skill liên tục thì đó sẽ là nhận lượng đam rất là lớn từ cái skill 1 của Silencer khi đã được sửa lại như thế này. Nhưng mà không sao, đó là quyết định của Gosu. Để qua lại up đó là Mu cầm Timbersaw, Dimit, Kayvonic cầm Lockwet hợp lên, Hao cầm Slug, Kari. Chuân sẽ cầm Elder Titan. Và cuối cùng KK cầm Shadow Demon. Đúng không nhỉ? Không, vậy Chuân sẽ cầm Shadow Demon và KK cầm Elder Titan. Về phía Queen đó là Shadow. Cầm Seven. Y Quyền sẽ cầm tem là Assassin, phép PN cầm Bat Rider, Isai cầm Silencer và cuối cùng thanh niên này tiếng Trung Quốc tôi không đọc được đâu, bỏ qua tên của hắn nhá. Chúng ta sẽ đến với game đấu có tên đấu Spock Nam sẽ là gan được mạng Run to in the world and farm something. Wow, có một con cóc kẻ nó đang đi lạc ở đây này. Nhưng sẽ là lùi về được thôi, không bắt được đâu. Đi quá xa rồi. Low smoke.
Sado vẫn ghi nhớ cái stun của mình. Sẽ là lùi về tranh cái run trên top này. Game đấu chính thức bắt đầu, các bạn hãy xem bình luận trực tiếp trên kênh Studio. Hân hạnh đồng hành cùng nhà tài trợ 188 Asia. 188 Asia, website giải trí thể thao trực tuyến hàng đầu châu Á. A rune cho hai hero Dimitri. Khá là thơm. Ai sai có một tường lock rip đây. Tiếp tục là chia led theo hướng 212. Không. Quyết định đầu tiếp lên từ phía Twin Gaming để cho combat này đối đầu với cả Clock West. Thì lượng farm của bot sẽ ổn thôi, và Clock West cũng sẽ farm được. Chế độ thân thiện từ cả hai bên rồi. Nhưng mà cái lane này sẽ là cái lane cực kỳ khó nha. Thanh niên Lika mình như đi ngủ rồi. Bây giờ đây thanh niên mới vào game này. Mình xin phép đi lấy nước một chút. Vâng, mình đã trở lại đây và vừa rồi là phất lúc cho chuân với mạng của Isai nằm xuống cầm silencer. Kaka có tình hướng quay rối một clip rừng, mình sẽ tự sát đi về nhà một cách nhanh chóng. Liên tục là những màn silence vào hao. Ngu thì có lượng lát hit tốt hơn cả Tamda Assassin ở khu vực mid này. Có ngủ lại Shadow rồi, có đấm lên tiếp không? Có quan kêu một ra focus vào Shadow. Mạng của Sylvan này khá là thơm, stun 2 được, vậy là Shadow sẽ lùi về. Nhưng đây là up lòng lại từ phía chuông rồi, có ném slow ra tên lại hao các kiểu, sẽ là quẩy ngược silent vào đầu hao. Silent đã nổ ra rồi nhưng đó tức là giải, vậy là hai carry, nhưng mà đó là Shadow đã nằm xuống. Giờ đây ai sai không còn nhiều máu nữa. Kaka vẫn đấm khá là tấm, stun kéo lại từ phía của tên, kéo lại từ phía Elder Titan. Tiếp tục một vòng ngủ, chỉ một đám tay cuối cùng thôi. Không được.
Không được, không được. Thật sự là không được. AKK đang không còn nhiều máu nhưng vẫn đứng đi di chuyển khá là tự tin ở đây. Việc đấu trip lane thì Seven đang có lượng farm tốt. Trong tình huống vừa rồi Seven đã chết. Không phải đó là quyết định hay. Và Shadow đã tay le xuống lên boss này và vừa tay le ra gần hết máu. Radiant's top tower is under attack. Đang là 2-0 cho newbie. Dù là ông lớn của chúng ta có thức tỉnh này không? Thức tỉnh đi newbie ơi, cho tôi xem sức mạnh thực sự đi nào. Win gaming nữa. Denied. Middle tower could use some help. Radiant's middle tower is under attack. Đây là 2-0 dành cho newbie. Team Bashaw là người đứng đầu đã hết nhân đội, thế sau đó là Seven và Tem là Assassin. Đây là không quyết định đấu chip lane nữa rồi. Seven cần pha. Đây đang có tình huống lao ra từ phía trung, sẽ là úp lại kéo cưa các kiểu cóp nào. Cóp vào, vậy là không cóp được. Tiếp tục focus và thêm là Assassin. Bật Reflection lên rồi. Đây là chủ mà, đây là chủ của Win mà. Có có ra hỗ trợ từ phía của Fabian. Ở đây đều là thêm là Assassin. Công còn nhiều máu mà phải cóp lại. Nhưng mà các hero bên phía newbie quá cứng, không ngại cái chủ này rồi. 3-0 dành cho newbie. Trôi qua và đó là 3-0. Seven biết được như vậy cần phải farm thật nhiều từ cái con Seven này. Ở đây tiếp tục lao ra bắt vào đầu Kaka. Farmline đang đúc khá là khó chịu. TA cố lớn lên, chân cũng sẽ nằm xuống, nhưng đó là màn ông Masa cũng gần đây. Ở đây còn một mình Mu không còn nhiều mana nữa, đang bị thấm dầu nhớt lo lại các kiểu. Lemming Lasso được gọi ra, vậy là Mu đang chấm 2 dầu nhớt rồi. Cố gắng kéo cây lần cuối Mu ơi, kéo cây lùa về được nhưng đó là 3 chấm dầu nhớt. Ở đây Reflection 4 chấm rồi, tiếp tục slow từ phía Stemla nữa. Lượng đam là khá lớn, quậy Mu sẽ nằm xuống, ba mẹ của Newbie nằm xuống. Trong phút chốc Newbie có lợi thế nhưng giờ đây Win đã câu kéo lại được rồi. Vâng, 3-4, tỷ số mạng khá là cân bằng. Radiant's top tower has looked better. Radiant structures are fortified. Illusion. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has been denied. Thanh niên ly cam này lại đứng đây nữa nhờ. Sẽ đến với nhìn. Hãy có tình huống chuông. Slow và phát biến kiểu up lại con Bat Rider này rồi, sẽ là mở cóp ra chặn đường Bat Rider lao lên. Tiếp tục là những cái slow khó chịu từ phía Silencer. Ở đây lượng đam đủ hay không? Chuông ơi tí nữa thôi. Vậy là lượng đam nút không đủ rồi. Thấy Silencer vẫn chưa ăn cắp được cái intel nào. Có và có đứng lại từ phía Dota TV rồi. Dota TV có disconnect, mình sẽ reconnect lại cách nhanh chóng nữa thôi.
Vâng, đã reconnect là được rồi. À, vừa rồi cũng có một tình huống đít ra từ phía của kênh Beyond the Summit. Thì ra là vậy. Ở đây đang bắt rồi, nhưng lập tức đó úp lòng từ phía của chôn phát BN sẽ nằm xuống rồi. Đang bị quay bởi quá nhiều thông tin rồi. Nhưng mà vẫn chạy được còn một tí tỷ máu, cố gắng quay lại một kéo cưa cuối cùng. Vậy mù đã kết thúc cuộc bạn của con Bắt Trader này. Nhưng mà không, hai mạng của Newbie cũng đánh nhau ăn miếng cho miếng. Ở đây Silencer tiếp tục có đứng nữa à. Vâng, này mù chẳng khác nào tự sát với con Silencer này. Nhưng cắn bottle các kiểu, cắn bottle các kiểu, tập trung vào mù. Vậy là mù sẽ sống khi mà skill mới 2 điểm một kill này. Tụi phía của Silencer Radiant's top tower has looked better. Vâng, vừa rồi thì kênh của Beyond Summit cũng bị đít thì vậy. Dire's bottom tower is being chipped away. Ủa sao vào Trung Quốc? Trung Quốc Make in China. Mao Trạch Đông. Có những cái tên khá là quen thuộc. Radiant's bottom tower's got problems. Đây thì Berlin. Mình không biết phải là tinh thần không đang muốn lên đi thôi. Hay là Berlin cũng tốt bên đây. Mình nghĩ là Berlin sẽ tốt hơn trận đấu này. Khi mà con TA Berlin được sửa lại chúng ta tốt, cực kỳ tốt. Khi mà với cái lượng phát sinh có khả năng lóc lại không nhận ra thì hoàn toàn Berlin không thể cancel. Vậy đó là Berlin cho TA. Akin Phoenix đang bị lợi. Nhưng mà bị đốt khá nhiều. BBN cũng đã ăn được mẹ rồi. BBN sẽ nằm xuống với lực cư của Mu. Có tên cover từ KK, Berlin sẽ không lao lên đâu. Radiant's bottom tower is under attack. Tám sáu nghiêng về cho Newbie. Chắc còn đến cốt thì đứng đầu đó là cô tem là SC này. Và đứng thứ hai đó chính là Kukla. Radiant structures have been snow fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ai sai cầm Silencer vẫn cố tiếp tục farm, có cho mình đó là Earn Shadow Push up back. Mình đánh con Silencer này khá là nhiều. Và khi mà bình thường và đánh nó thì they're beating on Dire's top tower. Mình hay lên về máu khi đã bị G-spot, có Silencer lại các kiểu. Mà Hao đang có siêu đau đâu. Quay lên đúc đam lớn từ phía của Tem Lai Assassin. Còn Slug đã nằm xuống. Họ có một nụ cười khá là ngầu nghệ ở đây. Dừng cố gắng lo lợi vào con Bách Trader. Thôi lên vẫn tao lên. Hút lại các kiểu thẻ focus vào con Tem La này. In tiêu được gọi ra. Có reflection rồi. Sẽ focus vào mù. Lượng đam quá lớn. Vậy là killing tree dành cho Tem La. Tiếp tục đấm vào KK. Vậy là TA chạy đi. TA không thể chạy được rồi. Cây Phoenix không còn nhiều máu. Tiếp tục 400 châu rớt. TA là các kiểu bom xăng cancel. 4 mạng cứ điên viên làm vốn. Đó là lực kèo 10 kill ra trong phía cổ Win Gaming. Không hay vội. Một pha lật kèo 10 kêu. Khá là kịch tính từ phía Win. Các thanh niên bet kèo 10 kêu hoàn toàn có thể quẩy lên được. Đó là 2000 HP dành cho đội cánh của Ước Mơ, bay cao và bay xa. Mang đến viên đựng lên tận cùng. Ở đây team Bersaw rất cầu cho mình đó là cái Bloodstone rồi.
Đấy là lượng đam của Tia khá là lớn lên Berlin. Mình nghĩ sau Berlin này sẽ là Deso. Với Deso tầm con Templar này đóng còn thấm hơn nhiều nữa cơ. Mình tích khá nhiều ở đây. Tia thì đang farm Ancient. Ở đây newbie đang dí vào trên này rồi. Vậy là lộ rồi, Shadow đang bị đây. Ai đó cứu Shadow đi. Ngủ lại rồi. Until ra từ Elder Titan, Shadow sẽ chết thôi. Vậy là bay bắt vào con Tia. Silent được gọi ra. Hai con đã nằm xuống rồi. Giờ còn ai build down đây. Nhưng đó Lock Quest đã nằm xuống. Ai sai vẫn cố focus vào chung. Đây tiếp tục ngủ đẹp từ phía của Kaka. Pepe anh sẽ dí vào chung đây. Chung sẽ nằm xuống mà thôi. Mura đã ra rồi. Không còn co nữa là làm sao một viên gầm mình có thể đánh trong tình huống này. Sẽ là một con vòng mùi mù, Silent vẫn tỏ ra khá là ổn. Tiếp tục bị Silent rồi. Hào cố gắng lao lên, nhảy làm các kiểu như đấy là trộn mà. Một pha đi xa quá, lao lên như một thằng điên mà chết như một thằng ngu. Mù kéo cây không thành công, mù cũng sẽ chết. Nhưng kéo theo đó được mạng của Silencer. Di chuyển quá lỗi từ các thành viên bên thiếu newbie. Thực sự là cực kỳ lỗi luôn. Đi xa như vậy và không biết đường về. Thậm chí Hào được Hào có vấn đề gì trong game đấu này rồi. Thực sự là tại sao lại đi xa như vậy, bị chuột bắn cho tới chết. Khi mà hai co của Win Gaming đã mất và chắc chắn combat dường như là thắng lợi cho phía của newbie. Nhưng mà với 3 support và 1, 2 support và 1 plan, Win Gaming hoàn toàn có thể làm được. Ở đây đang bắt bầu vị trí Kaka, sẽ là stun và Kaka nằm xuống. 15-2. Thực sự xem những giây tôi thực sự thích những cái cách chơi của Win. Bị lôi, cực kỳ lôi cuốn luôn. Shadow vẫn tiếp tục farm. Dire's top tower is under attack. Không biết là BKB hay cái Aether Sabra. They're beating on Dire's top tower. Đây Hào đang có tình huống NV ở đây với cái Shadow Blade của mình. Nhảy vào đầu của con Tia này rồi. Có ai cứu Tia không? Có, vậy là quyết định ăn được trụ. Nhưng đó là một pha deny đến từ phía Hào. Hào còn ăn được mạng nữa kia. Có xả bom tên lửa nhưng không kịp mở con để cancel. Đầu đó thì Mu đã chết bởi vì còn Bot Trader đây. Tia đang muốn lên cho mình đó là cái đề xô. Khá là khỏe. Tia Slug thì đang mong men lên top bảng network. Nên Shadow Blade sẽ... Đó là cái bất ngờ đầu tiên thôi. Chứ những lần sau thì chắc chắn Win nhà mình sẽ có mắt từ phía cái spot. Thực sự là càng xem competitive nhiều mình càng cảm thấy cái tầm quan trọng của những cái quốc và sentry đồ các kiểu. Ngày xưa những giai đoạn đầu thực sự mình không biết quốc và sentry là gì đâu. Chơi Dota 1 thực sự là con nào cũng lên tàng hình. Ở đây lộ smoke ra rồi, có cắm sinh chi xuống này, thấy Hao rồi. Hao nhảy không dính ai cả nhưng cố gắng kéo được team, kéo được cây Phoenix về nhưng đó là úp lại. Và giờ đây Chuân đã lên bảng điểm số nhưng Silencer cũng đã chết rồi. Mu không còn Silencer, Mu có thể quậy được. Đang cố gắng bắt vào Hao. Berlin lên nhưng đó là Shadow Blade. Không có gì để thấy được con Slug trong tình huống này. Có ngủ lại được vào Pepeon. Đánh nhau khá là cùng nhây. Shadow còn nửa máu nhưng đang có God of Trend. Berlin focus vào Mu. Mu đã tự lock mình lên rồi. Sẽ cố gắng kéo cây thầm mùa. Một tin đó là cái tag 2 Multicat nhân 2 cực kỳ thấm vào cái con Timbersaw này. Còn ba thắng lợi khi một solo mid đổi một upland lấy một support. Radiant's middle tower could use some help. Đó là do ăn cháo gói nó đầy bụng đầy không ăn lại. Không ăn thì khá là đói, mà ăn rồi thì nó lại đầy hơi. Khá là đau lòng.
đã có Age of Sauron từ Fearless Lux. Cần có đề xô rồi này. Ờ, đang là Well Discord. Lên Well Discord. Đã lên mắt vào kêu 1-3. Đã là chuẩn bài từ một con silencer support. Lên về máu nữa là đánh y chang mình luôn. Nên ai sai này. Đánh hay như mình. Con cầm silencer, đeo răng 3k. Đeo răng từ 2k2 lên 3k bằng con silencer này. Caster Tom mắc vui. Tom cứ nhảy vào cho nó silence vào đầu. Nó đứng nhìn thôi. Chết trong câm lặng. Anh có tích lại khá nhiều từ phía Quyên. Chắc qua lượng đồ của Shadow. Shadow vẫn như vậy. Đã quyết định lên BKB. Slug có một pha invi. Đã có đề xô từ phía Templar rồi. Ông Roshan đang ở đây. Ăn Roshan thôi. Đấm nhau Roshan mới vui nè. Clock quét úp vào Roshan nào. Ờ, đang smoke vào. Đúng rồi. Ân lại đi đường đường chính chính luôn. Không smoke gì cả. Ngại gì. Có rocket ra rồi. Còn bắt xe cực kỳ quan trọng. Ở đây có silence được gọi ra. Tên vào các kiểu nhưng đó là Shadow Dance đến từ Mislack. Vậy là silencer đã nằm xuống. Tiếp tục Patreon đang bị hoặc kết trong cái cốp. Until Elder Titan Aura. Hai mạng của Queen Gaming mình nằm xuống. Ở đây Mù cố gắng tự lắp mình lên. Shadow thì cố gắng quẩy với cái BKB của mình. Vậy là Mù đã nằm xuống rồi. Ở đây một mình Shadow cũng không thể sống được. 3-1. Các thành viên còn lại của Queen đang cố gắng tele về. Much good's happening to Radiant's bottom tower. Do it with flair. Regeneration. 7 dành cho William Min. Roshan vẫn còn sống ở đây. Hai bên đánh nhau khá nhiều, chả ai quan tâm tới con Roshan này cả. Giờ nếu mà mình là Roshan mình sẽ khá là buồn tủi. Silencer giờ đây có level 11 rồi. Đã có một chấm vào skill 1, lượng đam của Silencer sẽ ổn hơn. Đang ăn cấp được 16 Intelligence, chứng kiến 8 mạng người nằm xuống. Skill này nghe, nếu mà dịch theo nghĩa đen khá là ghê nữa. Cứ nhìn đó, một người nào đó ngã xuống và mất đi mạng thì silencer sẽ thông minh hơn. khá là nghịch. Nhưng mà thực tế Dota nó là như vậy. Tiếp tục muốn vòn nhọt khu vực Rosa này rồi. Nếu bị chắc chắn sẽ biết có đó là bóng của KK, thậm chí là rocket của Kaponic. Tôi tiếp tục có giật lát đến từ Dota TV rồi. Radiant's top tower has looked better. Smoke bao nhiêu đi nào, smoke lên đây nè. Ồ. Oh. Ờ, mình không thể vẽ được. Mình không thể vẽ được. Oh no. This middle tower shouldn't have to take this abuse. Không, không sao, chỉ một mái thôi. Where did Radiant's middle tower go? Nghe đâu, mất sao, nó hạt mất. À, có tình huống xảy lên vừa rồi. Đang bắt một cái phonic.
chắn sẽ chết trong tình huống này. Có slow lại, các thành viên còn lại của Newbie đang cố gắng lùi về úp lại để cản đường của thanh niên ốc và dài này. Focus vào chung, chung cũng sẽ nằm xuống. Vậy là hai mạng của Newbie nằm xuống. Ở đây thanh niên tên là Assassin cố gắng quẩy vào người Mumu liên tục chết trong những tình huống combat. Sao bỏ Shadow Day lên, bắt vào được Fabian rồi sao nữa, rồi sao nữa sẽ chết thôi. KK cố gắng tin, chỉ cancel được một mình Shadow. Berlin lên từ phía của tèm lại Assassin này, slow lại các kiểu. Team Y rồi, Team Y rồi, đại chủ luôn, sẽ là đại chủ Team Y dành cho quyền game ấy. Kèo rưới nổ rồi. Chef Ben, bye bye you. Hẹn gặp em ở bờ đê. Ở ngoài đảo xa luôn chứ không phải bờ đê nữa đâu. Dire's bottom tower is under attack. Đã có Mekan nói chung và sẽ là con Lusa này chung lạng quảng sẽ chết trong tình huống này. Có hút vào, có ăn cắp, phải là ăn cắp được riêng Aegis từ cây Phoenix thôi. Sẽ chết chứ không có Aegis này thì trần trường ăn này. Có tay lên về từ phía cây Phoenix, cây Phoenix hồi sinh ra rồi làm sao nữa nào. Hồi sinh ra sẽ là lùi về được. Silencer cũng sẽ chết trong mạng này, quá hay. Hai mạng của Newbie nằm xuống, tuyệt vời cây Phoenix ơi. Radiant's top tower has looked better. Game from my phone. Khá là hay. Sự game đấu đang xúc. Những tình huống thể hiện như vậy là cực kỳ mãn nhãn. Thực sự. Hai mươi sáu hai mươi không nhiều, trên lệnh là không nhiều, hoàn toàn có thể đánh nhau cầm kèo được. Cống hiến cho tôi những combat đỉnh cao nào các anh ơi. Quẩy lên, quẩy lên. Đã có Manta cho cái con tem la này, lên Manta chi nhờ. Nghĩ đó sẽ là một cái BKB tốt hơn. BKB rồi muốn lên đam Manta này sẽ cộng staff à. Thôi đó là cũng là quyết định của Queen vẫn có lợi thế. Đồ Seven bây giờ có Berlin rồi. Amlet, BKB, Berlin, gì Trit khá là ổn. Luận đam cũng build khá nhiều. Đây cho Sabro, Sadoplet, BKB. Mu thực sự là Mu khá là thọt trong game đấu này. Đã lên cả God Scepter để chống lượng. Ủa ghi chữ gì thế này? Kale. Ủa Kale có chữ này quen lắm nè. Nó có nghĩa là gì vậy các anh em? Kale. Kale, Kale. Quen lắm nè, tình niên này cắt biết cơ chữ này tiếng nghe là gì nhỉ? Có một tình huống Berlin Nesson. Shadow được búp tóc đánh từ Ormazai. Ormazai đang thể hiện khá là tốt, đang có level 14 rồi. Mặc dù anh đứng bét bạn nhất quốc, nhưng level cũng khá là cao. Thấy là sự hy sinh của Ormazai khá là nhiều. Like Dire fortified their structures. Để là ăn trụ này thôi. Còn một hit cuối cùng. Bò lên lên.
Nhưng không kịp bắt hai cả. Đó là sao? Vậy là Temla sẽ là người lậu cái trụ. Trụ khá là đều nhau, ba trụ ngoài đã nằm xuống rồi. Ba trụ một đã nằm xuống. Vâng, 26-20 Black. Ờ, mình là người Quốc thôi, không phải lượng Network. Network là TA, sau đó là Slug. Black đang giữ khá là nhiều tiền. Theo BKB thì mình lên Skadi cho Black trâu hơn một tí. Lượng nút đam TA bây giờ quá lớn. Slug còn bị hay được trong combat thì mới thể hiện được sức mạnh của mình. Austin vào Hao, Hao đang bị giữ ở đây. Ai focus vào Hao đi. Nhưng đó là Shadowblade, ở đây không có quả Sentry nào cả. Check đồ support. Check đồ support. Không có Sentry. Không có Sentry từ Queen Gaming. À, có một tình huống. Temla Shishin đang có boost vào trên top này. Sẽ là màn đấu chung. Bao linh vào, sẽ là bắt vào chung rồi. Đánh nhau các kiểu, hút vào từ cây Phoenix diễn ra rất là nhiều. Giờ đây Temla Shishin mới xuống. Mu đang bị focus rất nhiều. Liên tục bị stun vào until ra từ phía Arizona. Cuối cùng bắt Raider mới là người nằm xuống. Giờ đây Ogmasai cũng chết rồi. Di chuyển về khá là chậm từ phía của Temla. Ba mang nó nằm xuống, bây giờ còn Sovin. Và con TA này có lóc được Shadow lên rồi. Shadow cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cố gắng giết lợi mạng cây Phoenix. Có bay bắt ra từ Phoenix. Vậy là Temla Shishin cũng đang chết. Một pha combat gần như team wide. Liên tục là hai bay bắt ra. Ngủ lại cover từ phía của Kaka. TA đang cố gắng lên nhưng lên làm chi nữa. Bây giờ Newbie sẽ lùi về thôi. Comeback. Có power em rồi. Và đã disconnect ra. Chọn We Are Sea. Đó là lượt chat từ phía thanh niên EW. Chọn We Are Sea có nghĩa là Tao bị gì rồi. Đó, mình sẽ đâu đây là phổ thông chiếc chung bót. Chọn We Are Sea. Chọn We Are Sea. Ở chính xác là câu nó là như vậy. Đang có vấn đề. Vâng, bầu em khá là lâu và ta vẫn chưa reconnect lại được. Mình hy vọng nó sẽ không phải là như trận Newbie và cỡ PC Gaming Reborn ngày hôm qua. Thật sự bây giờ nếu mà phải đợi thêm nửa tiếng nữa và cuối cùng chẳng đã trả đâu vào đâu thì chắc sẽ rất là fail. Cứ cầu mong cho thanh niên cầm TA này để mau chóng reconnect và game đấu được bắt đầu.
fine with waiting and all, but let's go! Vâng, game đó lại tiếp tục. Dù sao thì đó vẫn là một combat thắng lợi dành cho newbie, khá là tuyệt vời khi ép những lượt bay bắt từ Bat Rider lẫn tem lại Assassin nữa. Rồi đây lượng network của tem lại Assassin sẽ thụt lùi lại thôi, và lên đầu network đó chính là cái con Slug này, Slug của Hao. Vâng, với lên cái này thì supply à, Butterfly à. Vậy là đã có Butterfly. Vâng, chống những lượt Burst Red Dam từ phía TA cũng như Seven. Ở đây TA và Seven còn khá lâu nữa mới lên đó cho mình Monkey King 3 khi mà cái con Temda này lên Crystalline. Crystalline đáng được lệnh, đáng được lệnh. Đó là cân kèo rồi. Mặc dù Mu chết khá nhiều nhưng lượng đến vớt Mu vẫn cực kỳ ổn, thậm chí cao hơn cả cái Double damage nữa. Chết 7 mạng và bên Sivan chết 5 mạng. Blessings. Không chờ vào những tình huống đánh nhau mà thôi. Thực sự vừa rồi cũng khá là lỗi khi các support không có cho mình, đó là Work hay Sentry. Hao có thể khá là tự nhiên cung hoành. Giờ đây thì đã có một cái Sentry tên từ Ogmanside. Batrider lên cái Blackmail này thì sẽ là lên Shiva thì chống lại lượng cover, là những lượng tốc đánh cũng có thêm một chút lượng boost down. Mọi chuyện sau một combat vừa rồi trở nên em đấu làm trở nên cực kỳ căng luôn, khi mà tưởng chừng như Win mình có khá là nhiều lợi thế sau những hai tình huống combat thắng lợi. Đây có quả Sentry, thậm chí đây cũng có Sentry của newbie nữa, ba Sentry. Còn cặp ở đây không, Sentry đến từ Win, rất nhiều Sentry đã vậy là lên Echosaur từ Ghostbun này rồi. Cuốn đam Seven cũng khá ổn, vào top 2 phát cũng build được đam khá khá đấy. Yubi đang có stick lại với nhau và chỉ có một mình cái con Timbersaw này đang ở trên top thôi để đép nha. Họ giật gắt thấy chỉ thấy được Win thôi. Họ cắm Sentry xuống luôn, rất nhiều Sentry được mua các kiểu. Vẫn còn một cái Sentry nữa đến từ Silencer đây, không cắm xuống đây phá luôn cái Ward này nhỉ. Ward này thấy được rất rõ cái lối di chuyển của Win. Oil the joints, sharpen the blade. Ở đây, dưới đây có đánh nhau này. Shadow chết, killing spree, double kill. Đi cam khá là chậm. Mình nghĩ chúng em gần game đấu thứ 3 rồi. I'll take that. Khá là căng thẳng. Vâng, tỷ số bây giờ đang là 27 đều. Newbie dần như là gần như thực hiện ngược lại dáng cờ rồi.
Vâng. Có khá là nhiều tình huống di chuyển ở đây. Hào đang có invi này. Bắt đi Hào ơi, bắt tay đó đi. Đúng rồi, có nhảy lên đồi nhưng đó đã là tele về kịp thời. Win Gaming đang khá là co cụm trong những lối di chuyển của mình. Thực sự là như vậy luôn, không thể nào đi một cách nhỡn nhơ được vì cái Shadow Blade. Thực sự rất khổ cho các con support. Ta thấy hai support của Win Gaming, đó là Silencer và cái con Ogmarai này. Rất ít tiền, rất ít tiền vì liên tục phải mua những pha Sentry, và Sentry không phải là rẻ. Đó, có mua mà. Đang có stick lại ở đây, vẫn chưa có tình huống smoke, và Hao vẫn là người đi đầu với cái runehead của mình. Bật xa độc lét rồi, ở đây thấy Ogmarai, lao đầu vô, tiếp tục là stun lại, giữ lại, chạy về thôi anh ơi. Hút không thành công từ phía của cây Phoenix, lìa bóng ra từ KK rồi. Stun anh ơi. Còn Ogmarai này đi khá tự tin nha, lao vào, sai lên các kiểu Fireband, focus vào nhưng đó là up lòng đẹp đến từ chuẩn. Sẽ giải cứu KK trong tình huống này, bật Cossacker kiểu một tình cuối cùng vào đầu. Vậy là ăn được mạng của con Elder Titan, sẽ là tình huống 4-5, Shadow vẫn đây, đập cái cóp đi. Đập cái con vơi nổ con, cố gắng một kích vào Hao nhưng đó là Shadow đen. Quăng bom xăng đồ các kiểu, Hao vẫn còn quẩy khá là nhiệt tình. Shadow không còn nhiều máu nữa, đang bị slow rất nhiều từ phía của chân. Sẽ là lùi về thôi. Queen Newbie đang có chút lợi thế, tiếp tục là cóp lại kéo cưa ra các kiểu. Blink vào từ phía Phát Vian, vậy là đốt chết được cái con Lockwet đi rồi. Vậy là Hao cũng sẽ nằm xuống. Mu ở đây quậy làm gì nữa, quậy giết được Shadow chăng? Có lock lên, vậy là Mu sẽ chết trước. Nhưng đó cũng là mạng của con tem là Assassin nằm xuống. 4-3. Sau tất cả thì chỉ có một mình Chuân thôi. Chuân là still alive. Vâng, đánh nhau khá là cân kèo thực sự. Sau khi 27 đều đánh xong combat là 30-1. Vẫn chưa có gì diễn ra. Các co liên tục chết và chỉ còn những màn support là sống sót. Còn Bass Rider rất cần cho mình đó là cái Shiva. Shiva Gat có Shiva thì sẽ phải hơn thêm một chút đúc đam nữa. Và chút slow do tốc di chuyển. Illusion. Mù vẫn tiếp tục farm thôi. Đánh nhau rất nhiều và các con liên tục chết. Ở đây lên Mitri Hammer, nghĩ sẽ là đó là một cái BKB để chống vào cái con Silencer này. Silencer thực chất đang làm việc tốt của mình để counter vào Timbersaw. Chưa bao giờ tôi thấy một game đấu mà cái con Timbersaw này chết nhiều đến vậy. Ai sai? Chung thì thực sự là chung khá là xanh rồi, có Garden Wish, có Scepter, Blink các kiểu. Đang cầm gem trong người nữa. Vấn đề là ăn được cái con chung này. Có gem thì các support của bên phía Win sẽ đỡ khổ hơn rất là nhiều, không cần phải mua quá nhiều Sentry hay Lurt đi đâu. Phát hiện ra được Hao sớm trong combat thì có khỏe hơn. Đã có BKB cho cái con Timbersaw này rồi. Tắm vào đi Hào ơi. Sẽ là ăn Roshan, Queen Gaming đang stick lại. Liệu đang có ăn kịp không? Tốc độ ăn Roshan còn khá chậm, Queen Dam của con Slug không phải là nhiều. Stick lại đi, có scan ra. Lập tức stick lại smoke từ phía con newbie. Đây smoke quan trọng, có mua gem rồi. Sau tất cả thì cũng là mua gem tên phía Silencer. Liên tục là hai pha case từ hai bên. Đó là không chuẩn xác. Có quăng, tiếp tục quăng rocket vào khu vực đô xá này. Gặp nhau không? Gặp nhau, đang lợi thế trên đội đến từ Hào. Hào lao vào rồi, nhảy không chính được. Vậy là đánh nhau của Bass BKB được mở lên. Gặp nhau rồi, đánh nhau tiếp theo. Ở đây bắt lại KK, KK chết quá nhanh bởi lực rút đam từ tên là Assassin. Chung thì đang bọc Godsetter ở đây. Chung không còn nhiều máu nữa nhưng mạng của Summon đã nằm xuống.
co nằm xuống rồi khó build down, nhưng team La Assassin vẫn còn quẩy khá là nhiệt tình ở đây. Đang cố gắng bắt vào Hao, Hao tình huống Shadowen gần hết rồi. Lock lại team La Assassin lên, Mu đang bị stun. Focus vào Mu đi, Mu mở gót rồi, kéo cưa các kiểu, sẽ là chạy về thôi. Ba mạng newbie nằm xuống rồi, rất có thể là mạng của Mu. Stun, multi-cut chân 2, ngay lập tức. Đó là bất tỉnh đến từ Mu. Combat thắng lợi dành cho Queen Gaming. Chỉ mất một mình Seven và bốn mạng của newbie đã phải nằm xuống, thậm chí ăn được game này nữa, quá thơm luôn. Khá là ổn khi con silencer vừa mới mua gem và đó là combat thắng lợi. Đừng mua do đây đã có game free rồi, thậm chí con Roshan này cũng sẽ nằm xuống. Đó là what? King Aegis cầm với Bad Trader. Dạng như team là Assassin, à anh giàu rồi, anh không cần đâu. Chú cầm đi. Seven này khá thọt nhưng Seven còn khá trên bảng điểm số. 35-31. Đây con boss thực sự là con boss 13 k tiền so với lượng 15 k tiền của Seven đi. Seven có 2600 tiền để chưa buyback thôi. Hao thì có chút gì đó đang chuẩn lại. Mu cũng vậy. Rồi con tem lao lại giàu trước bản đồ. Tem là Assassin giờ đây đã có Monkey King 3 rồi các kiểu và không muốn lên. Đấy là mộng lên Monkey King 3 để focus vào đầu Slug. Tình huống Slug nó bị nút đam khá là nhanh. Queen đang tích cỡ với nhau và con Orphanage này đang tỏ qua hiệu quả với những cái pha stun của mình. Bây giờ nếu stun mà multi-cut kiểu nhân 3, nhân 4 thì nó là thấm tận xương tủy luôn. Tình huống như chỉ còn multi-cut nhân 2 thôi. Có hiểu như team Mosho cũng ngất ngay con gà tay. Có smoke lại rồi. Có smoke lại rồi, Roshan ở đây có giật lag từ Dota TV. Có hú trend các kiểu ở đây sẽ bắt vào chung như nằm xuống rồi. Lag luôn nè. Có silent được gọi ra rồi. Và hai mạng của newbie nằm xuống. Vâng, sẽ là boost nốt cái trụ này thôi. Hai trụ hai vẫn còn. Hai trụ hai vẫn còn. Được phía cả hai bên luôn. Trụ khá đều nhau, cố gắng lia bóng để có một tình huống gọi là tên. Đẹp quốc đang dần bằng không rồi nữa. Vi đang nghiêng về 10.000 cho Nhân Minh. Sẽ quay lại nút boost nốt cái trụ beat này. Tượng đồ của Hao sau khi có cái ô lên đồ khá là nữa rồi, không lên thẳng bắt hai lên ultimate off muốn ca đi trâu hơn, bắt một là đủ rồi, nên đánh vào cầu mai thôi. Bây giờ đây đã có Bloodthorn đến từ tiệm La Assassin này rồi. Có Bloodthorn thì tiếp tục muốn bắt vào Timbershaw này đó. Silent Timbershaw cực kỳ sợ Silent nha. Ở vậy giờ đây cứ sai lên thẳng, dùng cái lút thon này sai lên thẳng vào đầu con Timber đi. Rồi sau đó dụ cho con Timber mở BKB lên rồi đưa Silencer tiếp tục dình cái anti của mình.
từ đó là còn team bò sẽ câm nín trong combat luôn. Vậy là quyết định lên cục hết từ phía của Seven. Khi nhận thấy mình chết đã quá nhiều rồi, lên hết đi, bảo toàn sự sống các kiểu. Giật lát không hề nhẹ từ Dota TV. Trận đấu rất căng thẳng và đang tích lại nguyên từ phía của Win của mình, và người đi đầu vẫn là Shadow. Đồ anh chết nhiều hoài, anh vẫn không sợ, anh vẫn đi đầu. Nè, bật Reflection, Blink Dines, các kiểu Einstein đang đứng khá là sâu ở đây. Đi quá xa đồng đội không phải là một lựa chọn hay. Bây giờ đây của Challenger này có tới 36 Intel Legion, 106 Intel, khá là thông minh thôi. Càng về led thì của Challenger này sẽ càng khỏe, lượng đam bây giờ cũng khá lớn với cái những đấm tay được đánh vua. Lên Fox Tab vào Discord các kiểu với Mystic Tab này, mình nghĩ sẽ còn một cái hack cũng khá là giàu từ con Silencer này, thậm chí giàu hơn Chun nữa. Chun hồi nãy mình thấy quá giàu rồi, con Silencer còn tích mù ở dưới đây. Bây giờ đây sau quá trình làm ăn vất vả thì Silencer đã kiếm được khối tiền, cũng trở nên thấm khá hơn, cuộc đời đỡ khổ hơn. Có lẽ sau tình huống ăn được cục gem, nhưng lấy được cục gem thì không phải tốn nhiều tiền để đầu tư bắt để bắt cái thằng hào này nên để giàu hơn. Giờ đây là có hack cho Silencer rồi này, đủ đồ chơi rồi này. Ormanjai đang muốn lên gậy xanh, bò Cluster 1800 tiền, có gậy xanh thì hai cái stun. BKB của Timber còn khá là nhiều, tận 9 giây, B Slug còn 6 giây. Ngoài ra thì không còn ai có BKB nữa, thì những cái stun này sẽ khá là khó chịu đây. Radiant's top tower deserves justice. Đang có smoke này, smoke Win Gaming này, sao không Lee Cam ngay chỗ này anh ơi? Lee Cam đây này. Đúng rồi, sẽ là bắt bò Hao. Hao đang bị trói ở đây nhưng mà cứu lại từ phía chuông. Silent được gọi ra, Hao mở cho mình đó là cái BKB. Shadow đen các kiểu, Mu đây mở Shiva, kéo hai cua ra. Vậy là mạng nằm xuống của team là Assassin. Úp lòng quá đẹp từ chuông, cứu quá hay bò Hao. Tưởng chừng Hao đã sắp chết rồi, Intel Elder Titan nổ ra. Hai mạng nằm xuống và gần đó là 100 giây. Các thành viên còn lại của Win Gaming sẽ phải lưu về tiếp tục úp lòng lại vào cái con Shadow này. Shadow sẽ chết thôi. Nhưng mà đây cố gắng cóp lại cây Phoenix đã lên mạng xuống. Có ghé một chút gì đó dành cho Win. Một qua combat gần như wild team của Win. Thắng lợi dành cho Newbie. Vâng, 1800 tiền. Khá là nó không mình đọc nhầm, khá là nhiều tiền dành cho phía con newbie. Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Đây là boost vào trụ mid này, ta cùng để qua lượng bay bắt thì đã có bay bắt đến từ Seven rồi. Tem là không có cho mình đỡ bay bắt khi không đủ lượng tiền. Bắt cũng có bay bắt từ Ormanjai rồi. Búp vào Discord sai lên các kiểu nhưng lập tức đó là giải búp. Walk tap vào nhảy ra có stun 2 rồi, sao nữa có lúc Ormanja lên trên tình huống này, bắt từ phía Rufus Bion vào cái con Shadow Demon. Ở đây có stun lợi nhưng mà không có gì để cancel, xuyên BKB tiếp tục là tele về thành công từ phía KK. Phần ép bài bắt thành công, còn TA này còn 6 giây nữa sẽ xuất hiện trên bản đồ. Bây giờ hoàn toàn có thể lau lên. XP là 10.000 và network bằng 0. Sylvan vẫn khá đọt, sẽ là quyết định lên Hyperstone nè. Đắm nhau khỏe hơn một tí và sẽ lên Kuirat. Có Kura thì Sylvan sẽ cứng hơn một chút. TA thì lượng đồ vẫn vậy, sẽ chưa tiền buyback. Và gần vậy là đã có đủ tiền buyback từ phía của TA rồi. Một
to với hai cái buyback từ phía của bên phía newbie. Và Move đang có 11 chạc Luton để giảm thời gian cooldown là tầm 30 giây. Thì chết giờ này khoảng tầm 80 giây thì sau khi Move chết là còn 50 giây. 50 giây vẫn đủ để vũ trụ với những lượng đam lớn như vậy. Talencer có hack nhưng vẫn chưa thể hiện được và tình huống vừa rồi úp cứu quá hay từ phía cơ chung. Thực sự rất hay. Tiếp tục dùng những luồng farm cho các con Swan này, TA sẽ là người xuất hiện sau và build đam sau. Tình huống vừa rồi TA đã chết quá nhanh. Tuy nhiên là không đánh nhau, chờ đợi Roshan hoặc là chờ có buyback. Roshan thì gần ra rồi, tầm khoảng 15 giây nữa Roshan sẽ xuất hiện. Và combat ở Roshan này dường như sẽ là quyết định. Khi bây giờ các trụ 2 sẽ không còn nữa, họ bút thẳng vào một mạch thì đó sẽ là chiến thắng. Lợi thế của newbie là đang có nhiều buyback hơn, hai cái buyback từ Slug và Timbersaw. Còn phía Queen chỉ còn một mình, đó là Temla này có buyback. Đâu thế này. Ở đếm ném vào bốn con này mình nó bay qua đây các kiểu. Khá là vui, so funny. Ở đây Hào đang có smoke lên, sử dụng Shadow Blade nhảy vào được Shadow rồi. Có ai cứu con Shadow này không? Có ai cứu con Shadow này không? Anh tiêu nổ là Elder Titan. Vậy là còn TA Linh nhưng tiếp tục bị ngủ lại, đang bất tỉnh ở đây, ngủ quá đẹp từ phía KK nhưng lông quét đã nằm xuống. Hào vẫn cố gắng quậy với cái Shadow Demon của mình. Sao quanh chết quá nhanh rồi. KK đang bật có Scepter Fox Staff đi từ phía Aside, đánh chia nhau đánh quá nhiều, bây giờ đây sẽ là bất lợi cho Win Gaming. Silencer cũng sẽ nằm xuống và không có buyback. Ba mạng của Win Gaming nằm xuống. Vâng. Tiếp tục là màn chết từ phía Seven. Đang muốn boost vào newbie thôi. Đã có lên cái Vanguard sẽ là bắt 2. Đây là chiến thắng một đều. Một đều rồi. Seven không có bài bắt từ 4-50 giây nữa. Các thanh niên kia mới ra. Radiant's middle barracks. Đặt kèo là rất khó cho Win. Win không biết tận dụng mà đang là lấy kem. Đặt thường cũng được so khá là mạnh. Có thể đó là hai rác nằm xuống. Chỉ bỏ thôi biết sao giờ. Không thể làm gì khác hơn được nữa. Radiant's bottom barracks have fallen. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks have fallen. Vâng, chỉ có một cái Shadow Blade đơn giản và khá hiệu quả từ phía của Win, từ phía của Hao. Sự để Seven đứng khá cao farm như vậy không phải là sự lựa chọn hay. Để có một xe từ phía của Trung. Ta lệnh sơ cho dù có xanh đi nữa thì vẫn... Ta thấy là những tình huống mà Win thua là do không cover kịp thời. Con chết quá nhanh, bây giờ đây có một con thú cực kỳ hay. Đó là Shadow Demon. Tại giờ đây đã có hack trên người Timbersaw rồi. We three things. Do it with flair. Mình đang stick lại với nhau. Sẽ là tranh giành khu vực Rosa này, đã có dây bay dành cho Slug. Đồ khá là chất lượng rồi. Butterlight, Skadi, mua bắt 2 bay với con Shadow Blade này lên cái Silver S nữa. Muốn đồ khá là chất chơi. Có Smoke lại. Giờ đây Seven mới có Kuras. Sẽ là tình huống đánh nhau quyết định thôi. Liệu rằng Win có thể chiến thắng được không?
khao lao đầu, focus vào người của con Ork Magi này, tiếp tục hút từ phía cây Phoenix Sai lên được nổ ra các kiểu, nhưng mà Ork Magi không thể sống được, cố gắng lao lên từ Mu, Mu mở BKB rồi, ai sẽ là một gót kéo cưa các kiểu, ai sai cũng sẽ nằm xuống, ở đây FPN cũng không thể sống được rồi, chắc chắn luôn. Con GG Bully, Team Y bay back ra làm gì nữa? Đã có GG cho play. Vâng, cái Big Shadow Demon này, chính xác là nhỏ lục Big Shadow Demon này cứu cánh cho newbie rất nhiều. Đó là chiến thắng dành cho newbie. Các bạn hãy xem video tiếp trên kênh Studio. Các bạn đồng hành cùng nhà tài trợ 188 Asia. 188 Asia, website giải trí thể thao trực tuyến hàng đầu châu Á. Và đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ đến với game đấu thứ ba quyết định sau ít phút nữa, xem ai sẽ là người chung kết tổn và ai sẽ xuống chung kết tranh thua giữa newbie và Win Gaming đang là một điều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.